cứ đứng đó mà lớn tiếng nói xấu, có khi nó đứng ngoài nghe thấy hết á. Không đời nào anh ta đến nhanh vậy. Đúng hắn. Chào chị. Ủa, cậu ở đâu mà vừa gọi điện xong đã đến rồi? Quầy điện thoại ngay trước cổng. Ủa, rõ ràng tôi nghe trong nhà có tiếng nói chuyện. Hình như chị đang có khách. Tôi đang luyện đối thoại tiếng Anh. Cậu ngồi chơi đi, để tôi lấy nước. Để hắn ngồi 10 phút rồi đưa khéo đi, không mệt em đó. Ừ. Cậu uống đi cho mát. Tôi biết chị có chuyện buồn riêng, và đó là nguyên nhân dẫn đến sự cố ở phòng mổ. Nhưng tôi đến đây không phải vì chuyện đó, mà là tôi với cô dân vừa đụng nhau. Lại đụng nhau. Tôi đã nói với chị, cô bác sĩ thực tập đó cầm tin con cua rồi. Cua bể chứ không phải cua đồng đâu. Nhưng tôi thấy cậu có vẻ thích kiểu con cua đó. Rất tiếc, tôi không phải nhà thuần hóa cua. Cô ta còn lâu mới trở thành một phụ nữ chín chắn. Trong khi đó, lại là tiêu chuẩn đầu tiên của tôi. Hơn nữa, tôi tối kỵ lấy vợ cùng nghề. Tôi sẽ chờ xem cậu có thực hiện được đúng lời cậu nói không, hay là ghét của nào trời trao của đó. Rồi chị sẽ thấy riêng chuyện này, trời sẽ thông cảm với tôi. Nhưng vừa rồi, tức là lúc hai đứa ở quán, có thể cô ta có lý khi lên án tôi là không quan tâm đến việc bảo vệ chị. Vậy chuyện gì? Về những lá thư tố cáo chị. À, vì vậy cậu đến đây để tính bảo vệ tôi. Không. Nguyên tắc dứt khoát của tôi là đứng ngoài tất cả các cuộc đấu đá. Tôi đến để nói với chị. Trong thâm tâm, tôi đánh giá chị rất cao về tư cách và bản lĩnh trong công việc, cũng như trong ứng xử. Tôi hiểu vì sao chị bị người ta tố cáo, nên muốn khuyên chị đừng coi đó là chuyện lớn. Vì nhiều người ở bệnh viện biết rõ chị, nên lời vu cáo chẳng bao giờ có tác dụng. Đặc biệt, chị đừng nghe những kẻ nông nổi kích động. Chào bác sĩ chính thức. Ủa? Em ở đây hả? Hèn chi. Vừa rồi anh nói ai là kẻ nông nổi kích động? Có giỏi cứ nói thẳng tên. Đừng có cái kiểu quanh co ám chỉ như vậy nha. Cái con này, vậy là nông nổi rồi còn gì? Chiều anh nói rồi đó. Ai có tật, người đó giật mình. Và nghe lén không phải là tư cách của người đàng hoàng. Không nghe lỏm làm sao biết sau lưng người đàng hoàng gọi mình cầm tinh con cua. Thật ra biết cậu đến chơi, dân nó giỡn một chút cho vui thôi. Tôi không chấp nhận kiểu giỡn như vậy. Mong chị thông cảm. Chào chị. Vẫn không khác gì một con cua. Tạm biệt con cua. Chạy theo làm lành đi, không lại già néo đứt dây như chị bây giờ. Không bao giờ.
Chị đã nói rồi mà. Cậu ấy chịu đến đây tức là đã nghe em. Vậy mà em cứ thích chọc tức. Một người đàn ông không biết đùa với bạn gái, cầm tin con. Con gì ha? À, chắc chắn là cầm tin con ốc. Cô đã trao đổi với bác sĩ Văn chưa? Trao đổi rồi, nhưng tôi như gặp một chị Quanh khác. Điều duy nhất chị ấy sững sờ là tin chị Bình bỏ học đi bán cá ngoài chợ. Còn các chuyện khác, kể cả những lời tố cáo về mình, chị ấy cũng không muốn động tâm. Điều quan trọng là chị ấy có ủng hộ việc đấu tranh với bác sĩ Hùng không? Không hẳn là không. Chị ấy nói không ngại gì bác sĩ Hùng. Nhưng đụng vào bác sĩ Hùng là đụng vào bác sĩ Thanh, là điều mà chị ấy không muốn. Mặt khác, chị ấy đang trong cơn đau khổ về vụ anh Thắng chia tay. Cả bệnh viện đang đồn ầm lên tin bác sĩ Hùng sắp có quyết định đề bạt phó giám đốc. Không rõ hư thực ra sao, mình không vạch mặt kịp thời, anh ta lên thật, lúc đó sét đánh cũng không chết. Tâm trạng chị Quanh hiện nay có kích mấy cũng vô ích. Còn tôi chỉ là bác sĩ thực tập, không thể làm quá mất phận sự của mình. Dù lòng tôi lúc nào cũng sôi sục bởi những chuyện bất công, đen tối diễn ra ngay trước mắt. Tôi thông cảm với chị, nhưng đã đến nước này, tôi có cách của tôi, rồi muốn ra sao thì ra. Hôm qua anh hơi nóng. Tôi là cua, đừng có dính đến cua làm gì, mệt lắm rồi. Còn anh là ốc, cả hai cùng ở dưới nước. Từng trải quá rồi ha. Anh nghĩ giờ ăn trưa nay chúng mình nên nói chuyện với nhau về những điều còn dở dang. Vĩnh viễn không bao giờ. Anh nên đề phòng cô Dân, bề ngoài lý lắc bập chợp nhưng không phải loại dừa đâu. Tôi đủ khôn để biết ai tốt ai xấu, chị khỏi phải lo cho tôi. Tiện đây tôi dặn chị, từ nay mỗi khi đi phụ với tôi tuyệt đối không được nhận tiền bồi dưỡng của bệnh nhân nữa. Anh sợ rồi à? Bác sĩ Hùng dặn cứ lấy. Anh không tin là bác sĩ Hùng sẽ lên làm phó giám đốc bệnh viện hay sao? Anh có quyền trong tay nên việc đầu tiên anh làm là hủy bỏ lệnh cấm nhận tiền bồi dưỡng. Đó là việc của anh ấy, còn hiện nay lệnh cấm vẫn còn, không nên làm khác. Hay nói chính xác hơn, không được làm điều đó khi đi phụ tôi. Liệu bệnh của cháu còn tái phát không à? Tất cả đều tuyệt vời. Tôi có thể bảo đảm cháu đã hoàn toàn khỏi bệnh. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Thú thật sau khi cháu được bác sĩ mổ xong, gia đình chúng tôi vẫn cứ lo. Xin phép bác sĩ cho tôi đưa cháu về phòng để làm thủ tục xuất viện. Không có chi. Cảm ơn bác sĩ. Đã nói không được đến đây nữa rồi kia mà. Nhận qua em đã, rồi em sẽ nói. Bài đặt.
Hôm nay anh rất bận. Còn cái hôn nữa. Đã có quyết định rồi. Thật sao? Làm sao em biết? Chị Nha, chị ấy nói nếu không có gì thay đổi, hôm nay quyết định đến bệnh viện. Em mừng quá, lập tức đến đây ngay. Từ nay anh sẽ nhả dần những đứa hèn mà trước đây anh phải nhắm mắt quỳ gối nuốt vào. Chúc mừng và cảm ơn em. Chị Nha còn nói sắp tới thực hiện chủ trương trẻ hóa cán bộ lãnh đạo, người có đủ điều kiện như anh sẽ còn được nhận nhiều bất ngờ khác. Ai đã giúp anh biến ông bà Nha từ thù sang bạn? Nói đi, nói sai em phạt liền. Cô chủ tiệm vàng Kim Hoa. Alo. Anh Đồn hả? Anh đang làm gì vậy? Em sang được không? Tôi bận, mổ ca cấp cứu ngay bây giờ, sao sang được? Chuyện gì thế? Nguồn tin chính xác là quyết định của anh ký rồi. Từ đây hết lo đứa nào phá ngang. Tối nay nhớ về sớm để cùng em đi cảm ơn. Hoa Cáp em lo đâu vào đó hết rồi. Mừng quá đi. Em phải báo luôn cho Hoa biết để cô ấy mừng. Tôi sẽ về sớm. Khoa ngoại nghe đây. Dạ. Chị Quanh, bác sĩ Thanh gọi chị đó. Cảm ơn. Alo. Có chuyện gì vậy anh? Dạ, em qua ngay. Trời ơi, chị đi đâu vậy? Có chuyện này em cần nói với chị. Có chuyện gì? Sáng nay anh Nam nói với em, nếu chị không tham gia đấu tranh với bác sĩ Hùng, anh ta sẽ làm theo kiểu của anh ta. Em thấy lo quá à. Em phải tìm Nam ngay. Anh ta tốt, nhưng hay hấp tấp và sơ hở. Đã bị bài học, Vũ Tâm cửa phòng bác sĩ Hùng vẫn chưa tỉnh ra. Nói cho anh ta biết, tình thế không thuận lợi như trước đâu. Đừng có hút đầu vào đá. Đi nhanh đi. Dạ. Cứ vào. Cô ngồi đi. Cô uống nước đi. Dạ. Yeah. Tôi biết thời gian qua cô không bằng lòng với tôi nhiều chuyện. Anh tưởng ra vậy thôi, chứ em hoàn toàn không để ý. Tôi với cô có nhiều điểm bất đồng, nhưng không hiểu sao những lúc lòng dạ tôi ngổn ngang băn khoăn, cần có người chia sẻ, tôi lại không thể tìm ai khác ngoài cô. Rồi sau đó anh lại phải thất vọng. Không phải. Tôi nhận ra đó là sự tin cậy. Vừa qua cô biết tôi đã bằng lòng cho vợ tôi và cậu Tường nhận sự giúp đỡ của ông Hán mở một công ty kinh doanh. Em biết. Vậy cô có biết tâm trạng tôi hiện giờ thế nào không? Anh đừng bắt em phải trả lời câu đó. Tôi đã bị cuốn vào nó cho đến lúc xong việc. Tự nhiên thấy rất buồn và hoang mang. Cứ như mình vừa làm một việc gì có lỗi, một việc không đúng bản chất mình. Nhưng thật quái quăm, tôi không sao chia sẻ tâm trạng mình với bất cứ ai, kể cả những người đã từng ủng hộ mình làm việc này. Em nghĩ đó chỉ là tâm trạng ban đầu thôi. Em hy vọng lâu dần anh sẽ quen. Có thể quen được không? Tôi luôn bị ám ảnh
mình đã sai lầm. Mặc dù những ngày này không khí nhà tôi luôn vui vẻ, kinh tế gia đình thật sự lột xác. Em ủng hộ anh việc này mà. À, xin mời vào. Chào chị. Chào anh. Có lẽ để lúc khác em với anh sẽ nói chuyện tiếp. Chúng tôi xuống làm việc với bác sĩ Thanh, nhưng có mặt cô cũng tốt. Mời chị và anh ngồi. Dù mở công ty của anh tốt đẹp chứ. Cậu em vợ tôi đứng ra lo hết. Nói chung là cũng ổn. Chúc mừng anh. Chúng tôi xuống khoa để trao đổi với anh về chuyện của bác sĩ Hùng. Tôi sẵn sàng nghe. Quyết định đề bạt phó giám đốc của bác sĩ Hùng đã có rồi. Theo quyết định, bác sĩ Hùng sẽ nhận công tác mới từ đầu tháng tới. Bây giờ mới là ngày 8, tức còn 22 ngày nữa. Như lần trước đã nói với anh, chúng tôi không tán thành việc đề bạt này. Và thời gian qua, chúng tôi đã làm công văn, vừa trực tiếp làm việc theo đường tổ chức. Nhưng đáng tiếc, quyết định vẫn được ban ra. Về nguyên tắc, chúng tôi phải tuân theo. Song, chúng tôi muốn công bố quyết định chậm lại 1-2 tuần để làm việc thêm với trên. Chị muốn trên rút quyết định à? Không hẳn như thế. Chúng tôi chỉ muốn sở ghi nhận, có tính pháp lý, những bất đồng của chúng tôi về chuyện này, để khoanh rõ trách nhiệm nếu sau này xảy ra hậu quả xấu. Chị định kiến với bác sĩ Hùng nặng nề như vậy, làm sao có thể cộng tác được? Khi phải tuân theo quyết định của cấp trên, cách nào chúng tôi cũng cộng tác được hết. Nếu như quyết định vẫn không thay đổi, chúng tôi dự tính sẽ tách khoa ngoại làm 2 khoa. Bác sĩ Hùng làm phó giám đốc kiêm chủ nhiệm khoa 2, còn anh làm chủ nhiệm khoa 1. Chị và anh Đông giỏi tính toán lắm, đề bạc nhưng vẫn dậm chân tại chỗ. Nhưng không sao, đó là quyền của ban giám đốc. Tôi chỉ cần quyết định được công bố và vai trò mới của bác sĩ Hùng được thừa nhận. Ý kiến của cô Oanh ra sao? Nếu tách đôi, cô muốn làm phó khoa 1 hay khoa 2? Tôi không có ý kiến. Đối với tôi, làm bên nào cũng được. Đơn thuốc bác sĩ cho ông chứ. Con gái tôi đi khắp các hiệu thuốc nhưng chỉ mua được 4 loại ở trên, còn 2 loại đặc trị ở dưới, không có hiệu nào có cả. Có hiệu nói là thay thuốc khác. Họ ghi luôn tên ở đây nè. Em phải mang về hỏi ý kiến bác sĩ. Thay loại này sao được? Hay bác sĩ có thể mua giúp? Chị Hòa có thể giúp họ được không? Có thể được. Chị đưa tiền để đỡ phiền em tạm ứng. Chúng tôi biết chính xác, chị Hoa vừa nhận tiền bồi dưỡng của bệnh nhân ở trong phòng. Yêu cầu hai người trở về phòng để chúng tôi lập biên bản. Ai đã độc ác vu oan giá họa cho tôi vậy? Tôi nhận tiền bồi dưỡng của ai mà các anh đòi lập biên bản? Cứ vào phòng, tôi sẽ chỉ người đưa tiền cho chị. Không nên làm ầm lên như thế. Tôi không nhận tiền bồi dưỡng, tôi không phải ở đâu hết. Chị Hoa bình tĩnh đã. Ở đây có sự hiểu lầm về thông tin rồi. Tuy nhiên, các anh cứ làm đúng nhiệm vụ của mình. Các anh ấy yêu cầu gì, chị cứ tuân theo, không việc gì phải tự ái. Mời chị theo tôi. Chị có thấy anh Nam đâu không? Vừa thấy ảnh đằng kia, như đang đợi ai. Cảm ơn. Đang làm gì ở đây vậy? Tôi vừa báo về lập biên bản, bắt quả tang cô Hoài nhận tiền bồi dưỡng của bệnh nhân phòng số 4. Cả bác sĩ Tạo cũng dính. Vậy là không kịp rồi. Chị Quanh cơ tôi tìm anh ngay để nói. Trong lúc này không nên làm bất cứ điều gì gây thành chuyện đối đầu.
hoặc rối loạn nội bộ. Vì thế của bác sĩ Hùng đang rất mạnh. Ôi cái bà Oanh, lòng dạ bà ấy đang rối loạn nên sinh ra sợ bóng sợ gió. Lát người bảo vệ lập xong biên bản của Hoàng là lòi mặt bác sĩ Hùng ra, mảnh máy cũng thành yếu. Nó đang mạnh, mình không đánh làm sao nó yếu được. Cô tin tôi đi. Xin lỗi, có phải cách đây ít phút bà đã đưa tiền bồi dưỡng cho y tá Hòa đây? Không có, hoàn toàn không có. Tôi biết quy định của bệnh viện mà. Tôi biết, chắc chắn có đưa tiền cho chị Hòa. À, đó không phải là tiền bồi dưỡng, mà là tôi nhờ cô Hòa mua dùng hai thứ thuốc đặc trị. Người nhà tôi lùng cấp mà không mua được. Đưa kèm tiền có cả đơn thuốc mà. Hai thứ thuốc, mỗi loại 12 viên. Làm gì mà phải đưa tới 200.000 đồng? Tôi đâu biết giá, nhờ người ta mua dùm, đưa thừa còn hơn thiếu. Mua không hết thì trả lại, chứ không lẽ để anh lập biên bản tôi là sẽ ăn trận tiền mua thuốc dư của bệnh nhân à? Xin lỗi chị và anh Tạo, chúng tôi nhận được thông tin không chính xác. Xin lỗi vì đã có sự hiểu lầm. Các anh phải có trách nhiệm trả lời ai là người vu cáo chị Hòa và xúc phạm cả tôi. Đây chắc chắn là một bài học tốt cho chị. Bị sốc hả? Thú thật với anh, tôi rất sợ. May là có lời can ngăn của anh và tôi nghe theo. Nếu không, chắc chắn lần này tôi sẽ bị mất việc. Cảm ơn anh rất nhiều. Sao? Đánh đúng đích chứ? Trúng con khỉ. Ông đông gà quá cuốc. Người ta đưa tiền nhà mua thuốc, ông suy ra là tiền bồi dưỡng, làm tụi tôi quê muốn chết luôn. Bác sĩ Tạo còn đòi kiện. Mai mốt giám đốc kêu tụi tôi lên hành, ông đi theo mà làm chứng. Tôi bị cô Hòa cho vào bẫy. Bà Hòa móc túi ra cái đơn thuốc hẳn hoi. Sau khi có lệnh cấm cho và nhận bồi dưỡng, đã bắt đầu có hiện tượng bệnh nhân và y bác sĩ thông đồng gợi chuyện mua thuốc để che đậy hành vi cho và nhận tiền bồi dưỡng. Nếu đúng như vậy thì trường hợp này cũng phải chào thua. Nè, lần sau anh đừng có lo chúng tôi vào những trò ngớ ngẩn này nữa nha. Đúng là số tôi xui. Thế nào bà Hòa cũng đoán ra. Và báo cho bác sĩ Hùng tìm cách trả đòn cho coi. Chị Oanh lo xa là hoàn toàn đúng. Cô nghĩ sao về việc đối phó với quyết định đề bạt cậu Hùng, ban giám đốc đã tách khoa ngoại ra làm hai? Nếu giữ em lại để hỏi chuyện đó, xin anh cho em đi làm việc. Em đã quá mệt mỏi và buông xuôi tất cả những chuyện rắc rối về quyền lợi, quyền lực trong bệnh viện. Nhưng cô có nghĩ rằng, do biết tôi luôn ủng hộ cậu Hùng đến cùng, nên họ đã dằn mặt cả tôi lẫn cậu Hùng bằng quyền lực tổ chức trong tay họ. Tách đôi khoa ngoại, tức là tôi chỉ còn một nửa chức chủ nhiệm và cậu Hùng chỉ có một nửa chức phó giám đốc. Nếu đúng vậy, em biết làm gì hơn? Ở trong khoa ta, cậu Tạo hay nói một cách cực đoan. Tôi không bao giờ làm và quan tâm đến chuyện gì ngoài chuyên môn. Em đã trách cậu ta. Giờ nghĩ lại trong từng hoàn cảnh, như ở khoa ta hiện nay, có lẽ cậu ta đúng.
Tôi luôn muốn giữa tôi và cô là mối quan hệ thân thiện tốt đẹp. Nhưng không ngờ chúng ta ngày càng xa nhau. Em về được chưa? Xin mời vào. Chuyện gì vậy? Thưa thầy. Em xin phép. Cô về đi. Tôi nghĩ rằng chuyện hôm nay giữa chúng ta chưa kết thúc. Chào anh. Cậu nói tiếp đi. Sáng nay, y tá Nam tự ý bỏ việc, theo dõi bác sĩ Tạo và y tá Hòa. Sau đó, gặp bảo vệ vu cáo cậu Tạo và Hòa nhận tiền bồi dưỡng của bệnh nhân. Khiến bảo vệ tưởng thật đến lập biên bản gây huyên náo bệnh viện. Cô Hòa bị sốc, hiện đang phải cấp cứu. Chị Oanh, có chuyện rắc rối rồi. Ra đây anh Nam. Em nghe lời chị đi tìm anh Nam, nhưng sự đã rồi. Đúng là tôi quá hấp tấp. Đầu đuôi ra sao? Nói thật kỹ cho tôi nghe. Thưa thầy, vụ này khác vụ trước ở chỗ bác sĩ Oanh giấu mặt. Chứ đối tượng nhằm đánh đổ và hạ uy tín vẫn chỉ là em. Không hiểu sao, cả bệnh viện đã biết và đồn âm sắp có quyết định em lên phó giám đốc. Tình hình như vậy, đương nhiên họ phải cuồng lên, tìm mọi cách, không ăn đạp đổ. Cậu biết, quyết định bổ nhiệm cậu đã có chưa? Thưa thầy, em chỉ cắm đầu cắm cổ vào công việc, có biết gì đâu à? Quyết định đã có rồi. Tôi nói để cậu yên tâm, không còn ai còn có thể phá cậu được nữa. Xong, từ đây cho đến lúc tuyên bố công khai, cậu phải hết sức giữ gìn, tuyệt đối không được dính vào bất cứ cái bẫy khiêu khích nào. Nếu không, sẽ thấp cơ thua trí đàn bà. Tôi không nói cô Oanh, mà nói bà Loan và ban giám đốc cũng bất ngờ và không muốn cậu được đề bạt. Em cũng đoán sự việc không đơn giản. Xong, em tin uy tín lớn của thầy sẽ hóa giải tất cả. Đời em không có thầy giúp đỡ, chắc suốt đời không ngóc đầu lên nổi ở bệnh viện này. Còn vụ y tá Nam, để tôi giải quyết. Coi như cậu không dính gì đến nó cả. Bệnh viện, chứ không phải chỗ làm giặc.